Sau khi kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về dự án nhà máy nước Hòa Liên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra thực tế đường vành đai phía Tây 2 và công trình xây dựng bến cảng Liên Chiểu. Đường vành đai phía Tây 2 là một trong những công trình trọng điểm của thành phố do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài gần 15 km, đi qua địa bàn quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng giúp hình thành và kết nối với các trục giao thông chính của thành phố. Hiện tại, liên danh nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án. Kiểm tra thực tế tại công trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo chủ đầu tư và liên danh nhà thầu tập trung thi công dự án, phấn đấu hoàn thành 4,6 km đầu tiên đi qua địa bàn phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Tại công trình thi công xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, liên danh các nhà thầu đang khẩn trương thi công hạng mục đường giao thông nối ra ngoài đê và đê bao bãi chứa bùn. Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố là chủ đầu tư dự án cho biết, xác định đây là công trình trọng điểm, động lực của thành phố, nên ngay sau khi khởi công, ban quản lý đã chỉ đạo tư vấn giám sát liên danh nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công công trình, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ vệ sinh môi trường để quyết tâm hoàn thành ít nhất đạt 25% giá trị xây lắp của hợp đồng tương ứng với giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành là 658 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục đê chắn sóng hoàn thành khoảng 70% khối lượng thay móng đê và 20% thi công đê, hoàn thành nạo vét móng đê và thi công bãi chứa bùn, hoàn thành khoảng 80% hạng mục đường giao thông và giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án trong năm 2023. Và hiện tại sản lượng đã đạt 22 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện dự án đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.